Xin chào các bạn, sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với nhau một loại sáo có tên gọi là sáo bầu. Và trên tay tôi đang cầm một cây sáo bầu. Và các bạn chơi sáo đã hay gọi đây là cây sáo bầu thật. Và tại làm sao lại gọi là sáo bầu thật ạ? Bởi vì là thân của quả bầu này được làm đúng bằng một cái quả bầu hồ lô thật. Thế nên chúng ta gọi nó là sáo bầu thật nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về cái cây sáo bầu này. Hiện tại cây sáo bầu này thì đang được thương hiệu sáo trúc Bùi Gia nhập về và phân phối trong thị trường Việt Nam. Và với thị trường Việt Nam thì chúng ta sẽ phổ biến thấy hai tông, đó là tông son và tông la. Thì trên thân của quả bầu có hiển thị một chữ D hoặc là một chữ C, nó nằm ở vị trí nốt thứ 1, 2, 3 từ dưới lên ở trên bề mặt của thân cây sáo. Thì khi các bạn nhìn thấy chữ D, nghĩa là cây sáo bầu này là sáo bầu tông la. Thế còn nếu các bạn nhìn là chữ C thì đó là tông son. Các bạn hãy nhớ điều đó nhé. Ngoài ra thì có một số những cái điểm có khắc lên trên này chính là cái phần thương hiệu của bên nhà sản xuất trực tiếp ra nó. Đây các bạn có thể thấy là rè khắc lên đây rất là đẹp. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu thêm nữa là các bạn nhìn như này thôi nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể rút ra được thân của bầu thì quả bầu thật. Thế nhưng cái thân của cái sáo đây còn được gọi là bè chính, cái thanh to nhất bè chính thì được làm bằng trúc và chúng ta có hai thanh phụ này cũng hoàn toàn có thể rút ra được nhé. Bây giờ tôi sẽ lại gắn nó vào. Tôi sẽ bắt đầu nói thêm với các bạn về thanh chính. Chính là cái thanh mà sẽ kêu lên các nốt mà đồ, rê, mi, fa, son, la, đô. Thế còn về thanh phụ, thanh bè này thì nó chỉ kêu có duy nhất một âm mà thôi. Các bạn hãy để ý cho tôi là chúng ta có những cái khen của người dân tộc đúng không ạ? Chơi như này rất là hay, nó kêu rất nhiều bè. Và chính hai cái thanh phụ này chính là cái thanh mà tạo bè cho cây sáo bầu này, làm nên một sự đặc trưng rất đặc biệt trên cây sáo bầu. Và cây sáo bầu này thì thường hay sử dụng và mang cái màu sắc đặc trưng của vùng Tây Bắc Việt Nam cũng như là cái vùng giáp danh đối với Trung Quốc, vì nó thực ra nó chính là bản chất là một cây sáo mèo gắn vào một trong quả bầu. Đương nhiên là cái không hẳn là lam của sáo mèo đâu nhé, mà cách thức làm cũng như là cái phần âm thanh có những cái phần tương đồng rất giống đối với sáo mèo và gắn vào trong quả bầu và truyền qua một phần hơi được gọi là sáo bầu. Sáo bầu thì phù hợp với rất nhiều thể loại, nó phù hợp với cả nhạc trẻ cơ. Bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn nghe một bài. Đây là bài của ca sĩ Saka Trương Tuyền. Đây tôi sẽ bật cho các bạn nghe. Đấy, các bạn thấy là ngay cái phần đầu của bài dạo này thì cũng đã thấy là có tiếng sáo bầu rồi. Bây giờ tôi sẽ thổi cùng với giai điệu cho các bạn nghe. Các bạn có thể thấy là hợp với cả thể loại nhạc trẻ rồi đúng không ạ? Bây giờ các bạn hãy thử nghe một nét giai điệu này, các bạn sẽ thấy, các bạn sẽ nhận ra ngay của một bài này rất nổi tiếng của sáo mèo. Đây là một đoạn điệp khúc trong bài Xuân Về Bản Mèo. Ngoài ra chúng ta hoàn toàn có thể chơi những cái bài ca khúc mà rất nổi tiếng nhé. Tôi có thể thổi, các bạn sẽ biết bài này là bài gì ạ? Thấy là đây là bài Tình Ca Tây Bắc. Thế còn bây giờ nếu mà chúng ta thử mở bè ra thì các bạn sẽ nghe nó kêu như nào nhé. Tôi sẽ thử luôn trên bài Chiếc Khăn Piêu. Đầu tiên tôi sẽ mở trước một bè trước đấy nhé, để các bạn cùng nghe nhé. Bây giờ tôi sẽ mở tiếp một bè nữa. Còn bây giờ tôi thử đóng lại, các bạn nghe sẽ rất mạnh hơn rất là nhiều. Các bạn nghe thấy có một sự khác biệt hoàn toàn đúng không ạ? Với cái cây sáo bầu như này thì chúng ta có những phụ kiện đi kèm theo, đó là dây treo và đó là một cái hộp rất là đẹp của nhà sản xuất. Chúng ta có thể cho vào và chúng ta đóng lại, chúng ta xách đi rất là an toàn.
Và riêng đối với những khách hàng của thương hiệu sáo trúc Bùi Gia, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm với cái chính sách của chúng tôi, đó là các bạn hoàn toàn có thể đổi sản phẩm trong vòng 7 hôm và chúng tôi sẽ bảo hành cái sản phẩm này cho các bạn một cách vĩnh viễn. Bất kể có một vấn đề gì sai sót trên cây sáo bầu hoặc là có một gì đó trục trặc, chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ các bạn vĩnh viễn. Thế còn nếu các bạn muốn sở hữu một cây sáo bầu thật như thế này thì hãy liên hệ cho chúng tôi sáo trúc Bùi Gia, số điện thoại 0974888288. Và xin cảm ơn các bạn. Cho sản phẩm này.